máu khô tủy, bị lách, rồi bị thiếu máu nữa, bị tim nữa, bị tim nữa, hở van ba lá, hở van tim ba lá cả nhà, bị gan lớn nữa, bị gan nữa, nãy thấy bụng lớn rồi đấy, dạ, ăn ít lắm, ăn chút vậy, ăn nó mệt, không có là đi rửa, dạ. Con nghe nói rằng là hàng tháng là cô phải đi truyền máu hả? Dạ. Vậy thì mình đã sắp tới cái đợt đi truyền máu chưa? Chị gần đi rồi, mẹ đâu có tiền đi. Gần đi mà không có tiền. Dạ. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại huyện Tây Hòa của tỉnh Phú Yên. Và ngày hôm nay Nhân sẽ đi thăm một hoàn cảnh mà ở đó thì chỉ có hai mẹ con chung sống cùng với nhau, nhưng mà người con gái á, thì mắc một cái căn bệnh rất là nặng cả nhà, và mỗi tháng là phải đi Sài Gòn để mà thăm khám và truyền máu. Và Nhân nghe nói rằng là hiện tại cô sắp phải đi Sài Gòn để mà thăm khám và truyền máu, nhưng mà vì cuộc sống gia đình khó khăn cho nên là không có đủ tiền để mà đi. Nhân nghe nói cô chỉ cần xin 4 triệu để đi thôi cả nhà. Và bây giờ Nhân sẽ ghé vào bên trong để tìm hiểu câu chuyện của cô, cũng như là sẽ giúp đỡ cho cô một khoản tiền để cô đi truyền máu nha. Đi thôi. Chia sẻ với cả nhà thì đây là một cái căn nhà mà xây dựng cũng khá là lâu rồi. Dạ, con chào bà với chào cô nghe. Nhân thấy ở trên căn nhà có ghi cái dòng chữ là năm 1986. Vậy thì cũng đã mấy chục năm rồi cả nhà. Dạ. Mà sợ sập ở chùa nhét hết, nhét lỗ, sợ gió vô rồi. Nó sập kia không có ngỡ. Mình sợ nhà bị sập hả bà? Dạ, bà vô xích ngỡ. Cho con ngồi tí nữa bà ơi. Dạ, dạ vô kia sợ quá, sợ không. Nhét rồi nhớ giá chứ sợ nó sập không có ngỡ. Bà nhét là bà nhét làm sao? Nhét cái lỗ này, gió nó luồn, sợ nó luồn. Tới đeo tới chứ sợ nó sập. À. Không có ớ. Nhân chia sẻ với cả nhà thế này này là nhà ở quê á, thì hay làm những cái ô thông gió như thế kia kìa. Thì để khi mà trời nóng á, là sẽ có những cái gió nó lùa vô trong nhà để cho nó thoáng cái nhà. Nhưng mà khi mà tới mùa mưa bão á, là bà nói rằng là sợ là nó sập cái nhà. Cho nên là phải dùng cái đồ bịt mấy cái lỗ lại. À, hóa ra là như thế, dạ. Sợ quá, sợ không có ngỡ, sẽ không ngủ. Đất ổn đâu, thành sợ sập quá rồi. Có nghĩa bà với cô là sợ cái căn nhà bị sập, là không có chỗ ở. Dù chúng con cũng có ăn nữa rồi sợ lại chứ sao. Dạ. Già cả rồi, không có làm gì được hết. Sợ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 82 tuổi. Dạ. Còn cô bao nhiêu tuổi bà? 54. Cô 54 tuổi ha. Nhìn cô tái quá cả nhà. Mình khô tí bị lách xe mi. Nì nồi đồ hôm nay ăn uống. Dầu dầu, số đi mà không có tiền đi. Mới sợ mời. Đi vào tôi nhà sao? Dạ, vậy bà để cho con hỏi thăm cô xíu nha. Cô ơi, cô tên gì? Võ Thị Sưng. Võ Thị Sưng à? Dạ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Ta 54. Cô 54 tuổi. Cô có chồng con gì không? Không có. Bệnh miếc à, bệnh hậu nhỏ nhờ. Cô bị bệnh từ nhỏ tới giờ luôn hả? Dạ. Vậy thì khi mà đi thăm khám á, thì bác sĩ nói cô bị bệnh gì? Bị khô tủy, lách xe mi, thiếu máu. Khô tủy, bị lách, rồi bị thiếu máu nữa, bị tim nữa, bị tim nữa, hở van ba lá, hở van tim ba lá cả nhà, bị gan lớn nữa, bị gan nữa, nãy thấy bụng lớn rồi đấy, dạ, ăn ít lắm, ăn chút vậy, ăn nó mệt, không có là đi rửa, dạ. Con nghe nói rằng là hàng tháng là cô phải đi truyền máu hả? Dạ. Vậy thì mình đã sắp tới cái đợt đi truyền máu chưa? Chị gần đi rồi, mẹ đâu có tiền đi. Gần đi mà không có tiền. Dạ. Vậy thì mỗi lần mà cô đi á, thì sẽ cần bao nhiêu tiền để đi? Một đợt thì 5 triệu, một đợt thì 4 triệu rưỡi. Mình hè tiền thì 4 triệu rưỡi cũng nói, nhưng mình ấy đây là 5 triệu. Dùm em con mình nói đây. Ông anh ông đi ông sớm ông đi dùm vậy. Chú truyền máu mà mua thuốc thêm mua vài truyền cho mấy bữa truyền máu cho nó sốc. Ông đủ máu vậy, khi nào chích thuốc qua vô. Dạ.
Là cô đi là cô đi Sài Gòn hay đi ở Phú Yên mình? Phú Yên đây, chứ đâu có tiền đi Sài Gòn. Tiền đâu có, nó đi tới Sài Gòn mà. Sài Gòn này mười mấy 20 triệu lận. Ừ, ai cũng biết đi mà, tiền đâu có. Tiền. Vô trong này đeo, nó đeo qua tính bảo hiểm. Tính bảo hiểm và trong nằm có tính bảo hiểm phải tiền nhiều. Là mình nếu mà mình đi vượt tuyến là không có tính bảo hiểm cho mình ha. Cho mình đi ở tỉnh trong tỉnh mình thì là tính bảo hiểm cho nên là mới được mới rẻ rẻ là 4 triệu mấy 5 triệu đó. Vậy thì trước giờ chưa bao giờ cô được đi Sài Gòn để khám bệnh luôn hả? Đâu đi. Nó đưa đi miết mà đâu có đi mà chứ không có đồng bạc mà đi Sài Gòn rồi đó. Nó đi cũng mà dài. Đi cũng ai dẫn đi nữa chứ. Dạ. Khổ không có ai dẫn. Ai mà con không biết. Bà được bao nhiêu người con bà? Hai ba đứa mà giờ nó ở xa hết à. Dạ. Là mướn hết không có đứa nào có mình mẹ con đi. Dạ. Mà nó không có nhà riêng. Mà dạ. Nó ở riêng. Nó làm như dọn con nó chứ. Mẹ con hú hút vậy có ăn được nhiều được cứ qua ngày qua tháng. Nó cho hôm đợt này nó bệnh sớm là cứ cho 100, 200 giờ mua. Nó ăn đỡ cho đợt giờ nó bệnh lắm. Bệnh ai cũng nói đi với mấy cái bà nó nói chừng nào. Có gì là điện mình mà cho mình nói vậy. Dạ. Tôi nói tôi đeo tới cho nó không nên. Tôi cũng sợ nó đi nó bỏ tôi. Tôi cũng lo vậy đó. Dạ. Ở mình mẹ con thì cứ ai nói có gì là điện nó cho hồn vậy thí dụ vậy. Dạ. Tôi nói tôi đeo tới đừng nói tôi sợ lắm rồi nó đi nó bỏ tôi không biết làm sao ý tôi nói vậy. Tôi nói tôi đeo tới đừng nói không nên. Dạ. Dạ mà sẽ chết. Dạ. Ừ. Vậy thì cô mắc bệnh cho tới thời điểm bây giờ là bao nhiêu năm rồi cô? 40 mấy năm rồi. 40 mấy năm mắc bệnh rồi hả cô? Đi cái nó bệnh liền, giải cứ giải miếng à. Ăn uống được cứ giải cứ tháng đi chừng máu. Ruộng đâu bán hết đâu có, ruộng đâu có cái gì đâu. Ruộng bán hết rồi hả cô? Bán chị người chưa có hộ nghèo ấy. Cái nụ đó mới chắc hộ nghèo, cái bán ruộng chị bệnh cho đếp tiền. Nhà nhà đâu có như trong lòng trong á. Dạ. Nếu như mà cả nhà nhìn kỹ á thì gương mặt của cô rất là vàng, cặp mắt cũng rất là vàng luôn cả nhà. Và hiện tại thì còn mấy ngày nữa cô sẽ truyền máu. Nếu thứ hai đây mà giờ đâu có tiền. Thứ hai đây. Cô nói rằng là thứ hai là tới cái lịch để mà mình đi truyền máu rồi nhưng mà không có tiền để đi. Và nếu mà không có tiền để đi là thứ hai này mình cũng ở nhà luôn hả cô? Nhà thì nào có tiền hãy đi đó. Họ đi vô đó như nào, họ ăn xuống vô ăn không có. Cũng tiền thuốc đồ không có. Tiền thuốc, tiền nước mà cũng mua dây. Rồi tiền máu cũng phải mua dây. Chơi đâu cũng đi mua hết, đâu có tiền. À, dạ dạ. Có nghĩa là mình phải mua những cái dây để mà dạ. Truyền á ha. Cái thuốc cũng phải mua ông quan. Em đi rồi đi. Em nghe nói rằng là mỗi ngày là hai mẹ con mình dắt nhau đi xin tiền hả chị? Dạ. Cô? Dạ. Chị có tiền mà em cho lấy giá lấy em. Vậy thì hai mẹ con dắt nhau đi rồi mình tẻ ra khắp nơi để mà mình đi xin hả? Ừ, chờ trên đó, chờ dưới vậy. Đi ít nhiều bữa nào nhắn quá gì rồi. Mưa cũng dám đi, bệnh sợ bệnh. Nó đúng vậy. Dạ, khi mà trời mưa là mình không có dám đi. Dạ. Đi sợ mưa giờ cũng được nhiều ra chỗ mấy bà nuôi có đôi nào cho đi ra ngủ khám mưa gió chưa ăn là chết nữa mặt mưa nhịn mưa đúng chữ dạ dạ chữ nó ra đi nó cho thôi đi dài bạc cả ít khác đi giờ để đâu ngủ gì chờ nắng mưa nó bệnh chưa ăn là chết nữa nhịn mưa nhịn nắng cần chữ dạ vậy nhưng cũng nhắm đi. Vậy là sinh ra từ nhỏ là cô đã mang rất là nhiều bệnh rồi. Dạ. Là mình sống chung với những cái căn bệnh này cũng đã mấy chục năm nay. Mấy chục năm rồi. Trời đất. Mà đeo lắm nên nên là lít mình nó cứng ngắc. Ừ. Đi là tim ba lá mà toàn miếng đó là mệt. Dạ. Rồi nếu như mà không có tiền thì mình sẽ không có đi truyền máu, mình cứ chịu đựng như vậy thôi. Lây lắc luôn, là chừng nào có tiền đây. Lây lắc, đeo tao cứ nói nghĩ vậy, đeo qua nói làm sao đi tiền, ai đừng cho em bạc kiểu bạc trăm đi ăn, có tiền. Rồi cha tôi đeo tao mà không được ngày nào sống, ý nghĩ là vậy á. Dạ.
xin là có ăn đồng mắm đồng muối còn có thì giá còn được. Có những tháng nào mà mình không có tiền và mình ở nhà mình không đi truyền máu không? Còn 4 tháng đúng không? Trời ơi. 4 tháng xuống thì bác sĩ có mình mà xuống như truyền máu cho nó sốc, chịu nấu. Rồi xem cái mấy bữa nay tháng vừa rồi đi 2 tháng, tháng đi hơn 2 tháng không? Vậy là 2 tháng nay mình không đi rồi? Không, tháng đi lần mà đi hơn 2 tháng. Được vừa rồi bị bịch máu. Truyền 7 bịch? Dạ. Yeah. Bị bịch 6 bịch không rồi chưa? Thôi đó coi. Chuyện nước chuyện nữa nước. Là 2 bịch nước. Chuyện một ngày là 4 mũi thuốc. Tính ra là cũng may mắn là có mua bảo hiểm nha cả nhà. Chứ nếu không có bảo hiểm á là ai cũng nói nữa là chơi là chuyện đâu có. Dạ. Vậy là cô cũng có cái ước mơ rất là nhiều lần là mình đi những cái tuyến xa hơn nhưng mà dạ, vì điều kiện hôm mấy bữa nó ru đi Sài Gòn mà đâu có tiền. Đâu có tiền là đi chiếc Sài Gòn cho biết. Biết bệnh gì đâu có biết. Thì hôm mấy bữa gì lỡ con cúng bao tử nữa em không có được. Em ối là ối đâu. Chứ mà nó bị cũng ngờ rồi cái mặt nó bớt đỡ đâu. Giờ đi nào nó giờ có tiền. Bên đây bà ru đi Sài Gòn mà đâu có tiền. À, có người rủ cô đi Sài Gòn để khám bệnh ha. Cho biết. Người trường ấy xét đồ này. Rồi xe xét đồ đi cho biết là bệnh bệnh tứ là bệnh gì. Thì sao mà em không được ốm nữa thôi. Mẹ đâu có tiền đây. Vậy thì mỗi ngày á, cô với lại bà đi xin á, thì sẽ xin được khoảng bao nhiêu tiền? Có bữa ăn trên, có bữa ăn chút chục vậy. Bữa ăn chút chục cũng có, đủ loại. Dạ. Bữa hầu được 90. Hầu 35, hầu 70 cũng có, hầu cho nhiều cũng được. Mà hầu cho, nếu quá nếu không dịch ra nữa cô, giá ra đâu, khô quá rồi giờ ra đâu, để đi bây giờ, để nói lại. Dạ. Ủa con thấy rằng là cái giường nhà mình nó có một cái tấm bạc thì để làm cái gì vậy bà? Trời mưa nó rí ướt đeo hết rồi. Trời ơi. Mưa lớn rồi nó ướt hết à. Mưa lớn là nó dột xuống nó ướt à? Ướt cái chỗ nằm của bà á à? Vậy sao mình không di chuyển cái giường đi chỗ khác mà mình vẫn tiếp tục ngõ mình ở đó? À? Ủa ngõ nào nó cũng dột hết bà? Đừng đi nhà đi lâu quá lâu rồi. Thì cho con thăm nhà bà chút được không? Bà vô đó, vô. Chia sẻ với cả nhà xíu nha cả nhà, xem thử là nhà bị dột ở chỗ nào. Nó ré, trời mưa to là nó ré xuống. Dạ, trời mưa to là nó ré à? Là nó giọt quá à? Hỏi đi bà cho này. Cô này em lâu không? Có hai cái giường. Cái giường trên. Giường trên có giọt không bà? Có. Cô nằm đấy. Để đeo có tiền một chiếu rách đầu hết rồi. Phải chia cái này lại cho nó khỏi giọt quá ha. Dạ. Trời ơi. Trời mưa nó ré không để nằm không được. Dạ. Mưa tạt hả giọt? Dạ, ủa cái lò này để làm gì bà? Bánh hầu, bánh này bệnh quá đó. Bánh là bánh gì vậy cô? Bánh tráng. À, vậy là hồi đó mình có làm bánh tráng ha. Rồi bây giờ bệnh quá không có làm được nữa, để gì đó luôn. Đây là giếng trời nè. Có lấy ánh sáng. Dạ. Ủa mình dùng bếp củi à? Đây là bánh tráng. Là bánh tráng mà nhìn thấy giống cái chỗ làm bánh ướt quá ha. Dạ, bánh ướt hay. Ủa, bánh ướt hay là bánh tráng hả? Bánh tráng rồi tráng ra phơi. Thường ăn cũng bánh ướt mà tráng bánh ướt. Ủa, bánh tráng, tráng ra phơi. Dạ. Xong rồi mình ủa làm bánh ướt là sao cô? Vậy thì cái chỗ này là cô làm bánh tráng hay là bánh ướt? Bánh tráng. Tráng bánh tráng hầu rồi bệnh mạnh này thì tráng nên mạnh quá đâu qua làm được. À là chỗ này là bánh tráng chứ không phải bánh ướt đúng không cô? Dạ. À rồi rồi con biết rồi. Tại vì nhận thấy cũng có một số nơi làm bánh ướt á, người ta cũng thiết kế giống như này, sau đó người ta bỏ trấu vô. Rồi ở trên nó có một cái nắp, cái khuôn. Dạ, cái khuôn cho mình tráng bột lên nó thành bánh ướt. Dạ. Nó cuối nó bảo mấy ông giá chứ cũng không có tiền được. Dạ. Tiền cũng dám ra, tiền cũng dám nấu.
Không không. Ấy là không có dám dùng ga hả bà ha? Có tiền. Uống là có tiền mua ga. Ai chồng bà mía nấu nước, nấu đồ, nấu cơm đồ. Dạ. Dạ. Dạ như có nấu tiền mua ga nấu. Bà ngoại nói là khổ cho nên là làm không có tiền không mua. Có tiền để mua ga. Dạ. Trời đất ơi. Ờ, căn nhà mình làm từ những cái thanh tre này cũng lâu rồi ha cô ha. Tới giờ luôn hả bà? Dọc đâu dám ở. Mưa rừng hết rồi, cái lấy rừng này hết. Dạ. Trời ơi. Có ông bà nữa, cái ông già cái ông chết thâu cho hai mẹ con đi. Không có làm gì được hết. Bà nó chết này năm trước năm rồi đâu. Dạ. Cái chính bây giờ là sức khỏe của cô là bị bệnh rất là nhiều, cho nên là sẽ cần một cái khoản kinh phí để đi truyền máu cả nhà. Thật còn với cô với bà ra ngoài cho nó sáng. Cái chỗ này cũng mình không có tiền mình đóng luôn cô à. Mình đó. Lấy cái miếng tôn cũ cũ cả nhà, xong rồi ngăn lại, lấy một cái thanh cây chắn lại cho nó giữ lại. Nhớ là rầm rầm cái lấy bao nhét. Dạ. Nhà nó bị nứt nứt trầm trọng luôn á ha. Dạ, có những cái vết nứt mà rất là nguy hiểm luôn. Nếu như mà cái này mà bão lớn như thế nào đó cũng nguy hiểm kia ha. Dạ. Nhiều khi mình thấy xi măng rồi gạch rồi đây nhưng mà thật ra thì không nứt hết rồi. Bằng vôi à? Hầu gơ đâu có xi măng. Cái nhà thiệt to có nhầm đau xi măng à. Ủa? Ờ, đủ gì thì dâu không à. Nhà mình xây có 5 bao xi măng thôi hả bà ngoại? 5 bao rồi, dù phá rồi đi luôn. Cái chỗ này bà ngoại là mặt đất đúng không? Đất hết á. À, có một cái điều là khi mà nhân đến Phú Yên nha cả nhà, thì đa phần á là những cái phần này là bằng đất hết à? Đất hết à? Đâu dạ. Đâu có. Nhìn thì cứ tưởng đổ bê tông không à, nhưng mà thật ra là đất. Đất, cái đâu phải đó, bê tông, đất á. Dạ. Đen tê, tét đất bỏ lên. Dạ. Tê u tê kia vậy. Cái đâu có bê tông đồ đẹp. Dạ. Hầu kia nậu nha, to mà cái nem bao xi măng. Dạ, dâu dạ. Không à. Vui, dạ. Bà nó cũng đi làm nhũ, làm mướn ấy. Hầu kia mua, cắt ở chứ. Có bao giờ mà sức khỏe mình nó mệt quá mà mình không chịu nổi không cô? Một hôm mệt lắm, mệt đi mà nấu. Cái bác kia nó xong nên mì ốm vừa à. Giờ con kia này nó quay lên ngồi cô thấy thèm lắm. Giờ đi không được mà thớ hơn lên. Chú uống nước mà chú nước miếng nó treo ra miếng à. Bà không vô cái đưa xuống phòng, vừa đưa cho xuống phòng. Bệnh tim ấy, thở oxy 3 ngày 3 đêm. Giờ cô tính lại, đưa lên phòng từng năm, cái truyền máu. Cô đó đưa nước đi mới tháng 7 vậy. Tôi nó đi cho ép tim nữa. Giờ cái bà hàng xóm nói mệt á thôi. Cho bà hàng xóm mà xuống mua dài cái lông yên hủ cho nó uống dài uống đều cái nó bị phế cái chùa nó uống rồi cái nghỉ để nó đỡ nghỉ uống hủ cái nó phế cái bà nó hết tàu dữ tôi mà nó cho hàng xóm mình xuống mua bà hủ có 32.000 hủ mà để mua bà xuống mà mua cho nó uống được ngày nào uống uống cho nó bỏ bà đi. Ủa bà ở với ai? Nói vậy đi tôi mua ba hũ mà 96 rồi nó uống hai nhị cái nó phế lần cái thầu không có tiền cái bà rồi cho mua 46.000 lốc chân lon ấy thì nó uống lần tháng đêm nó còn uống hết chưa nhờ uống không để ăn có nhiều anh mình biết. Vậy là cái quá trình mà truyền máu của cô á, là cô truyền từ năm bao nhiêu tuổi? Không, 15 tuổi sao ạ? Là từ lúc 15 tuổi tới bây giờ luôn hả cô? Trời đất ơi. Chị biết mấy hầu vậy là chung nem đi 2 lần. Nay nem đi 5 lần luôn, hầu 6 lần. Trời ơi. Mới hầu 7 lần luôn. Mới hầu tốt giờ đi 4 lần, 3 lần rồi. Chuẩn bị đi 1 lần đi nữa, 4. Đi tháng 7 rồi, đi tháng 8 rồi, tháng 6 rồi. 6 đi nè. Đi hồi tiền rồi đi nữa. Mà hầu mẹ con cũng mua gạo tráng bánh rồi kiếm bữa giết ngàn có ăn đổ đi làm mà được quá đâu cực là mua đi ra chợ xin cũng đã xin chỗ dạ.
Ủa đi xin mà bị chửi hả bà? Không làm em đi xin nữa. Vợ em quá, nó nói vậy nữa chứ. Mình mặt nhọc ý. Nó nói vậy phải đưa. Thùng ý không có đi mà nắng mua mày mưa nữa. Ý là cái lúc mà sức khỏe tốt á, là bà với cô vẫn tráng bánh tráng để mà đi bán. Nhưng mà bây giờ sức khỏe đi xuống rồi không có làm được, bất đắc dĩ lắm mà mình mới đi ra đường, mình xin ít đồng mình mua cá, mua mắm, mua gạo. Nhưng mà bị người ta nói này nói kia hả bà? Nói rồi chứ. À giỡn xin quá. À xin hết. Chuyện đều có xin. Làm em giỡ hồi đâu. Nói vậy chứ đâu nó mình cũng nhỏ ý. Dạ. Đấy. Rồi bây giờ là điều mong muốn nhất của cô là gì? Muốn có tiền cho mình. Dạ. Giờ sống với mẹ con không có cái vui. Là có những lúc là mình cũng tưởng rằng là mình đã đi rồi hả cô? Dạ. Vậy thì tới bây giờ cô còn sợ cái điều đó không? Sợ chứ. Dạ. Nhiều khi nó đeo mệt quá mà nó thâu chết cho xuống hơn. Nhiều khi không... Đó tôi phê cho rồi. Kia tôi chấp nữa. Hay bệnh là đeo quay. Bỏ ra nhà mày nhớ đi. Ai với bà ngầu mà không? Là lắp rồi nói gì cô. Nói vậy. À, mấy bữa đau quá làm sao cô? Là đeo cái lắp lên là đeo. Dạ. Lắp đeo với tim là đeo. Lần bao tử nó đeo mà em không có được. Dạ. Em ối miết mà nó đeo cho lách cái mèng. Đầm ấp lấy mèng đếp lên. Chứ không là đeo. Thì cái lúc mà nó đau quá như vậy thì cô có suy nghĩ gì không? Nó đeo quá chó sướng hơn cho rồng. Đeo quá đeo. Chừng người hết đeo rồng. Sống như mẹ cho vui. À cái lúc mà nó đau quá mình có một cái ý nghĩ rằng là thôi mình chết thì sướng hơn. Dạ. Trời ơi. Đến lúc mà đến mức phải như vậy luôn á cả nhà. Có những cái căn bệnh mấy chục năm trời chịu đựng. Quậy ơi, vậy thì Quậy có mong muốn gì không? Tôi cũng như trong có tiền có bạc này thì nuôi cho nó khỏe mạnh nào ơi mẹ con chứ biết chừng nào đi rồi ông bà có rước họ đi rồi nào đi chứ vô rú nó đi rồi cái báo mình tôi không ai ôm cháo cái gì cả không dám mong vậy. Dạ ý là bây giờ là mình cũng mong cho có được ít tiền để chạy chữa cho chị ha, để chị cố gắng sống với bà thật là lâu đúng không bà? Dạ. Rồi già cả con mẹ con luôn nó đi kia không ai ơi. Dạ. Hôm nó sợ nó đi quá rồi lo khóc mẹ. Dạ. Mà không dám khóc cho nó thấy. Dạ. Thầm. Rén ăn con ăn mày ba đi rúi mày đi mày ba tao sao mày. Dạ. Mà nó con có đi rồi má. Nói. Rén tụi ăn tụi uống biếu ăn cứ ăn nó quẹ miết à. Dạ. Rén ăn vô con ăn cỏ nó. Ngày nào được qua ngày nói cho mừng cho rồi. Mà đối mẹ đi thôi chết cha tao, không có ai ới tao, nói vậy. Rồi tao nó ngủ không được, tôi còn thức miếng ở chỗ già mà thức cái nó chứ, đợi cho ngủ. Tôi đậu xuống. Ở đâu có nằm chung mẹ con, tôi nằm riêng đấy rồi. Nó cửa nghe cửa rẹt là tôi xuống thử, nói vậy. Đâu có dám ai. Nãy giờ đến thăm bà Quại mà chưa biết tên bà Quại luôn á. Phan Thị Hồng. À bà Quại Phan Thị Hồng như Quại nói rồi sao? Giờ này trí nhớ mình có vấn đề cái nha. Nói trước lát nó quên sau bà Quại. Nhiều khi hỏi rồi tưởng là chưa hỏi luôn á. Hồi nãy cháu chưa hỏi mà. Hồi nãy con chưa hỏi à? Chưa hỏi cô này chứ chưa hỏi cô mà. À vậy là mới hỏi cô thôi chứ chưa hỏi bà. Chưa hỏi. Vậy là tính ra là bà trí nhớ tốt hơn nhân nha cả nhà. Tôi chưa hỏi mà. Dạ. Hỏi con đều như tôi đã 54. Dạ. Tôi chưa hỏi tôi mà. Con mới hỏi tuổi Quại thôi ha. Mới hỏi đây à. À dạ. Hỏi tôi nhiêu tôi nói 82 có. Dạ dạ. Chứ mà không hỏi tên. Dạ. Vậy. Vậy có ngày nào mà Quại với cô không có cái gì để ăn không? Không bữa thì mua dạy. Gói nó 20.000 cá gì. Cá tét ấy. Trưa nó ngọt. Ăn ngày nay cũng kho mai ăn. Không có thì gói rau một kia múc rồi lấy vài ngàn.
ăn cho nấu canh rồi vậy ăn giấy giá hàng ngày cho con tôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái điều mà quan trọng nhất của bà với cô á, là cần có một cái khoản tiền để chữa bệnh cho cô thôi. Còn cái vấn đề ăn uống thì xưa giờ mình cũng đã kham khổ rồi, đúng không bà? Dạ. Nếu có tiền cho con nó chữa bệnh thì nó phế uổng ở mẹ con sống từ lâu chứ giờ rủi nó đi thì nó bỏ tôi mà tôi đi thì bỏ nó. Cái nào cũng sợ hết, hai mẹ con sợ hết. Từng bị tôi già ấy, già cũng sợ mà nó cũng sợ nó đi, mà nó cũng sợ tôi đi. Cái nào cũng sợ. Dạ. Thôi thì ngày hôm nay á, nhân ghé nhân thăm bà với lại cô, thì cái mục đích chính á, là cũng muốn hỗ trợ cô một cái khoản kinh phí để 2-3 ngày nữa cô sẽ đi truyền máu cả nhà. Vì vậy mà nhân cũng xin phép là thay mặt gia đình của cô Hà ở bên nước ngoài á, là sẽ hỗ trợ cho cô với cái số tiền là 5 triệu để 1-2 ngày nữa là cô sẽ xuống viện. Còn trong tương lai như thế nào á, thì lúc đó mình sẽ tiếp tục mình đến mình thăm và gieo duyên sau. Còn trước mắt á, là sẽ giúp cái khoản này để 2-3 ngày nữa cô đi truyền máu cô ha. Thứ hai cô đi hả? Dạ dạ. Thì nhân cũng xin phép cô Hà với gia đình nha. Cô ơi, đây là cái khoản tiền 5 triệu con trích từ tiền của cô Hà. Con gửi cho bà giữ ha. Cảm ơn cô Hà với cảm ơn cháu. Dạ. Già cũng nói cũng lập bập cũng không trúng tật gì cháu cũng nói. Dạ không sao bà. Dạ không sao đâu bà. Không có trúng mình cũng không lập bập một chút. Dạ. Cảm ơn cô Hà với hai cháu đi với mấy cô nữa. Dạ. Cảm ơn hết. Dạ. Vậy thì cố gắng lên cô. Bây giờ thì mình bệnh, nhưng mà cái chính bây giờ là mình lạc quan á. Nhiều khi nó sẽ vơi vơi đi bớt được một xíu. Nó là cái liều thuốc nhiều khi nó làm cho mình giảm đau. Cũng may mắn là còn bà á, thì bà cũng trò chuyện và tâm sự. Cho nên là còn mẹ còn con là cũng vui bà ha. Cố gắng tâm sự với chị để với cô, để cô giảm bớt cái nỗi đau trong cơ thể. Rồi biết đâu được rằng tự nhiên cái mình gặp được trúng thuốc hay trúng thầy rồi mình khỏe mạnh. Thuốc trúng mày thầy đấy. Dạ. Dạ. Mày trúng mày nằm khỏe mạnh lâu. Dạ. Còn có ái phước mạng rồi nó trúng ái thì mình phải chịu. Dạ, dạ. Thôi bây giờ thì con cũng chúc bà với cô có được nhiều sức khỏe nha. Vậy thôi con cũng xin phép tạm biệt bà với cô nha. Con đi nha. Bữa sau con có gì con ghé lại nha. Dạ, dạ con đi bà. Dạ, dạ. Cảm ơn.